dạo này nó lún. Nhấc cái cày lên, cắm sâu rồi. Cái đây mình để hơi cũng hơi sâu, mình phải chỉnh cái. Mình chỉnh cái vặn nó chỉnh lên, hớt cái lưỡi lên tí. Với là để thẳng thẳng cái lưỡi cũng được thôi mà, chả đang. Đây hầu như em, nếu em thấy ở trên đội trên kia là lắp phay phòng phay cái loại đất ở đây này. Còn kiểu nó lún quá rồi người ta mới phải chơi lồng thôi, còn phay nhanh lắm. Phay được cái dạng ấy đánh xuống luôn. Nó nhẹ máy hơn nhiều chứ chỉnh lên cho nó ăn sâu quá. Phải rồi, khoáng hết rồi. Đó, sâu đi tí là sau mình vừa còn khổ này. Nhưng mà mình lỗi khổ, nó vừa tầm của mình thôi. Đó. Tàu máy kêu tiếng khác liền. Lúc nãy đây anh nhìn thấy cái đất nó hớt lên giữa, lút cả cái cày lưỡi, lút luôn cái lưỡi làm gì nữa. Đây là nó chỉ cần bình thường cắm mũi cái lưỡi là nó hớt lên, lên trên cái lưỡi kia nó tạt sang. Ừ, khỏe gần bằng con máy 8, gần bằng con máy 9. Cái lưỡi cày mình nhấc lên tí, lâu lâu mình đá tí cái dạ mới đang cuốn.